Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm chả giò nha các bạn. Chả giò thịt gà. Đây là thịt ức gà. Mình bỏ vô máy để mình xay nhuyễn. Nó ra thành như vậy. Đây là khoai môn mình đã bào sẵn. Hành mình xắt nhuyễn ra xong rồi cái mình vắt nước, mình lấy cái sáp thôi. Chứ mà không vắt nước á, là cái bánh mình chiên á, nó sẽ bị khét. Còn đây là tỏi bằm. Một lát mình sẽ trộn thịt gà vô đây. Rồi bây giờ mình trộn nha các bạn. Trộn gà chung với khoai môn. Đây là dầu hào của loại này mình xài là nó không có mặn nha. Tùy theo loại lồ dầu hào, cái loại này nó không có mặn, nên là mình ướp thịt. Đây là tương ăn phở. Bỏ một chút tương ăn phở vô. Đây là đường nha. Hai muỗng đường và tiêu xay. Đây là chén bông năng, mình bỏ miếng nước vô xong cái mình bỏ vô microwave các bạn, cái đầu mình lấy ra cái nó có giống như keo vậy, là cái lấy cái này để mình chét cái bánh bánh chả giò cho nó giữ lại cái bánh. Bây giờ mình cuốn nha các bạn. Đây, bỏ cái thịt ngay khúc này nè, ít thịt thôi, không có nhiều, tại vì nhiều quá mình quắn cái bánh đó, nó không được giòn. Để cho nó đều qua. Để cho nó dài xong rồi bắt đầu mình cuốn. Mình đè nó vô như vậy nè cho nó bánh nó chắc. Cuốn mình quặn. Rồi mình gấp qua hai đầu bên đây. Gấp bên đây. Đó. Thì mình giữ làm sao mà cho cái khúc này cho nó bằng ở trên. Khúc này cho nó bằng ở trên. Đó. Rồi bắt đầu mình cuốn. Như vậy cái bánh mình nó mới đều. Đó, bây giờ khúc này bây giờ mình lấy miếng bột năng nè mình chét vô đây cho nó giữ cái bánh lại, rồi cuốn tiếp. Đó, được một cái dây giò, thấy không? Cái này là vừa ăn, nếu mà bỏ nhiều quá mình cuốn cái bánh nó bự lắm rồi cái bánh nó không được giòn. Cuốn nhỏ nhỏ vậy là mình chiên cái bánh nó giòn hơn. Thì mình tiếp tục mình cuốn chừng nào mà xong thôi. Đây là chả giò mình mới gói xong đây. Được 48 cuốn. Đó. Bây giờ mình chuẩn bị chiên nha. Ok, mình lấy đũa mình xọt vô đây. Nếu mà cái đũa dầu nó sôi lên nó là vừa nha các bạn. Bây giờ nó hơi sôi sôi rồi, bây giờ mình bỏ chả giò vô nha.
Rồi bây giờ mình chở cho đều nha, nó khác một bên. Chiên chừng nào nó vàng rồi các bạn lấy ra. Ok, dễ giò vàng rồi nha các bạn. Bây giờ mình lấy ra nha, mình bỏ vô cái gỗ này nè, có lót miếng giấy để mà nó thấm dầu. Ok, bây giờ mình chiên tiếp. Nếu mà chả giò các bạn muốn để trong đông đá để mà muốn mình ăn nữa thì mình bỏ vô zip bag nha, để mình chỉ các bạn bỏ vô. Mình lấy cái zip bag khoảng ba lớn đây nè, cái mình bỏ nó vô rồi mình kéo lên kéo lại, chừng nào mình ăn cái mình lấy ra mình bỏ vô mình chiên liền, chứ đừng có để cho nó tan đá rồi mình chiên là cái bánh nó bể hết nha các bạn. Đó, mình vô như vậy nè, đủ cái, đừng có nhét nhiều quá, nhét nhiều cái bánh nó sẽ bị méo á, bị dẹp á. Nó bỏ gì xong rồi mình kéo cái ngăn kéo nó lại, là mình bỏ vô đông đá, mình để gì mình để trong tủ đá, khi nào mình ăn á là lấy ra để dầu nóng rồi bỏ vô chiên liền, là bánh nó không sao, nó không có bị bể. Nếu mà để tan đá là chiên á là bánh nó bể hết trơn. Đó, như vậy đó bạn. Ok, bây giờ mình ăn thử một cái cho các bạn coi nha. Cái bánh chiên nó thơm quá trời luôn, chịu không nổi luôn á. Bây giờ mình ăn thử. Ngon quá.